Chào mọi người, hôm nay thì làm clip thì câu cá với cá nhiều quá rồi, nên bữa nay mình sẽ đổi sang cái trò khác. Đấy, hay là vừa đó là cái mình sẽ sắp tới, mình sẽ muốn nói tới đây. Mình vừa thì làm gì, uống nước. À, cái clip này không dành cho mấy bạn mà cái vùng có dừa nhiều nha, ví dụ như Bến Tre hay là Tam Quan, Bình Định chẳng hạn, mấy vùng nói dừa nhiều nên nói này các bạn biết hết rồi. Mọi người mà ở vùng đó thì thôi chuyển sang clip cái khác xem đi. Cái này thì mình đã chặt sẵn rồi. Lúc đầu thì nó vậy nè, mình lựa trái dừa già, mình muốn chặt ra mình kiếm cái cơm dừa già trong này nè mình ăn. Nhưng mà mình không biết là cái trái này nó có hay không nên mình mới lấy thêm cái trái này. Nếu mà trái này không có thì mình sẽ lấy cái này mình làm. Bởi vì cái trái mà có đọt này nè, một trái đọt này cũng hơi già rồi, là thường chắc chắn sẽ có. Mọi người xem cái đây là cái đọt non nè, là nó nếu mà nó phát triển lên sẽ giống cái kia. Thường thường mà mấy cái gì già mà có này là trong cái cơm á, nó sẽ có một cái gọi là cái gì nhỉ, cái bọng, cái cũng là cái cơm nhưng mà nó tròn tròn lớn lắm. Bây giờ mình tiếp tục lột cái này chắc không cần tới đâu, mình nói nhỏ là cái giờ này lấy của sếp á, sếp làm dấu mà mình liều mạng lấy là xài chơi đó, nên trái cho đỡ thèm thôi. Mình lột dừa cũng không có chuyên nghiệp lắm đâu, chứ dân chuyên nghiệp ta lột có cái đồ gì đó ta lột này nhanh lắm. Sắp xong rồi. Ây da, chết cha, rớt mấy cái đồ rồi, cắn tay thôi kệ đó. Rồi xong, mình đã lột rồi xong trái dừa. Bây giờ mình sẽ đập cái này ra, mình lấy cái mọng cái bên trong này gọi là cái mọng dừa. Mọi người ở đâu thì cũng ăn cái cơm dừa thì thấy rồi, còn cái mọng dừa thì sẽ cũng có rất là nhiều người biết và cũng có nhiều người là chưa biết. Ở chỗ mình người ta gọi là mọng dừa, còn không biết ở chỗ khác người ta gọi là cái gì. Hy vọng là có, chứ cũng không có chắc chắn là 100% đâu. Nhưng mà thường thường có cái này thì chắc cũng có 70-80% là sẽ có cái mọng dừa ngon đẹp đâu á. Rồi, giờ chuẩn bị mình đập ra. Mình cái này mình không cần lấy nước đâu, nên đập cho chảy nước được. Thì lấy cái mọng thôi. Ồ, trước quá, mọng này bé xíu à. Đây nó đây, cái đó còn non quá, mọng nhỏ. Ngọt lắm. Rồi, không lấy được mọng thì mình lấy cơm dừa mình ăn. Tí nữa còn cái trái kia nữa mà sặc luôn, không biết là bị cái bị la không đây. Trái nó thất bại rồi, giờ xử tới trái này luôn. Trong kia còn một trái nữa mà thôi, hai trái rồi, trái này mà không được nữa thì thôi, không được hay được gì cũng thôi. Nãy cũng có một cái mọng bé xíu à, hy vọng cái này mọng bự hơn. Từ từ, mọi người biết vì sao mình liều mạng mình dám chặt không? Chứ cây giống mà chặt thì bị la lắm. Tại vì lý do đây nè, mọi người nhìn lên nha, đấy. Ngoài kia là có một cây chà rung quá. Ngoài kia là có một cây dừa nè, đấy. Đây cũng có cây dừa này, đấy. Đấy, dừa đấy. Nói chung là trong vườn có nhiều dừa rồi, bây giờ cũng hết chỗ trồng rồi. Nên mình mới tự tin mình chặt á. Chứ bình thường thì không chặt đâu.
xong, mình đã luộc xong rồi. Mọi người xem nha, đây là cái trái dừa mà nó lên mọng rồi đây, lên cái rễ dừa nè, rất là bự. Mọi người thì mình nói cho mình thôi nha, ở cái chỗ mình thì người ta trồng dừa thường trồng ở bờ rào hay là trước cổng ngay hàng rào á, hay là cái bìa ruộng, chứ người ta không có trồng sát nhà đâu. Lý do là cái dừa bộ rễ nó rất là khủng khiếp, cái chỗ nào mà nó mà trồng là nó mấy cái cây khác không khó phát triển lắm. Mọi người thấy không, cái cây dừa nó cao như vậy đó, nhưng mà gió dù cấp 12, 13 nó cũng ít khi nào nó gãy hay đổ, chỉ trừ những cái cây nào mà nó nào sát bờ ruộng mà nó hơi trung trên đó thì nó mới bật gốc thôi. Bây giờ mình sẽ đập ra, cái này thì cũng không lấy nước, hy vọng là sẽ có gì đó. Kiểm tra gọi có gì không. Ý à, có rồi này, này gọi là cái mọng dừa đây. Đây, mọi người xem kỹ nha, đây trái dừa đây. Cái này thì mình nói rồi, dành cho dân thành phố hoặc là các bạn chưa biết thôi, còn mấy bạn Bến Tre hay Tam Quan, mình chỉ biết hai cái nơi đó là nhiều dừa thôi. Chứ dừa thì trên khắp Việt Nam thì chỗ nào cũng có. Mọng dừa đấy, ăn rất là ngọt, nó sao ta? Nó hơi giòn giòn ngọt ngọt ha. Nó đây. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một miếng nha. Đấy. Nó rất là giòn. Ăn ngọt ngon lắm. Cái này mình chỉ giới thiệu cho mọi người biết vậy thôi, chứ mình cũng ít ăn, cái gì mình thường uống dừa tươi không à. Ngon. Thôi tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở clip sau. Về dừa thì chắc còn thêm được vài clip về cây dừa nữa.